Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 8 tháng 5 năm 2023 trên kênh Phụ Nữ TV. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 8 tháng 5, giá tiêu xô trong nước tiếp tục tăng cao ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm. Trên thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, Cộng đồng hồ tiêu quốc tế EPC niêm yết giá tiêu đen tại cảng Lampung của Indonesia chốt ở mức giao dịch là 3.506 USD trên tấn, giảm 0,29%, trong khi giá tiêu trắng tại cảng Muntok giao dịch với mức giá là 6.076 USD trên tấn, giảm 0,28%. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil vẫn duy trì ổn định với mức giá là 2.950 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng vẫn ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Trong tuần qua, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tăng ấn tượng khi giao dịch ở mức 3.500 USD trên tấn với loại 500g trên lít và 550g trên lít ở mức giao dịch là 3.600 USD trên tấn. Giá tiêu trắng tăng lên mức 5.000 USD trên tấn. Tuần qua thì ghi nhận giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh với mức tăng lần lượt là 6,43%, 7,64% và 3,4% so với tuần trước. Thưa các bạn, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, sản lượng thu hoạch từ các nước sản xuất như Brazil, Indonesia và Ấn Độ đều dự báo giảm so với năm 2022. Tổng sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2023 ước đạt 526.000 tấn so với mức 537,6.000 tấn của năm 2022. Lo ngại thời tiết xấu trong năm nay khiến cây tiêu giảm năng suất trong vụ tới sẽ giúp giá tiêu tăng cao. Tính từ sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giá tiêu xô trong nước cũng bật tăng mạnh. Nhờ lực đẩy từ trong nước, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam cũng được niêm yết tăng mạnh. Các bạn thân mến, về tình hình giá hồ tiêu trong nước, sáng nay ngày 8 tháng 5, ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm tiếp tục tăng với mức tăng từ 1.000 đến 1.500 đồng trên 1 kg. Ghi nhận sáng nay, giá hồ tiêu trong nước được thu mua trong khoảng 72.500 đồng tới 75.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay tăng 1.000 đồng và thu mua với mức giá là 74.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, ghi nhận ở mức là 72.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên ghi nhận với mức giá 72.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu hiện đang được thu mua với mức giá cao nhất là 75.500 đồng 1 kg, tăng 1.500 đồng so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức 74.500 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai sáng nay thu mua với mức giá là 74.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, theo dự báo đầu mùa của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2023 tăng khoảng 5% so với năm 2022. Vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2023 của Việt Nam dự kiến tăng lên mức 225.000 tấn so với ước tính là 200.000 tấn của vụ mùa năm ngoái. Tuy nhiên, hiện nay, theo phản ánh của truyền thông và ghi nhận trên các diễn đàn những người trồng hồ tiêu Việt Nam, sản lượng vụ thu hoạch năm 2023 nhiều nơi giảm mạnh. Cùng với đó, hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo nắng nóng kéo dài dẫn đến tâm lý trữ hàng tăng mạnh để chờ giá tăng cao như năm 2016. Khi đó giá hồ tiêu trong nước rơi vào khoảng 155.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.